Chào mừng các bạn đã đến với Phim News, nơi mà chúng mình cập nhật những tin tức thú vị nhất về thế giới điện ảnh. Trong số news ngày hôm nay, hãy cùng nhau đi qua những thành tích của Người Nhẹ Xa Nhà, những thất vọng về Game of Thrones, đánh giá sớm về bộ phim tiếp theo của đạo diễn Quentin Tarantino và rất nhiều những thông tin thú vị khác nữa. Còn bây giờ, không để các bạn chờ lâu nữa, mình là Linh và chúng ta bắt đầu thôi. Chết rồi, anh vừa tựa vào cái camera. Nó hơi xê dịch một tí thôi, kệ đấy. Mở đầu cho phần tin tức ngày hôm nay, hãy cùng mình chúc mừng Spider-Man Far From Home với thành tích cực kỳ đáng tự hào mà bộ phim đã làm được trong những ngày qua nhé. Spider-Man Far From Home đã thu về thành công lớn tại các phòng vé trên toàn cầu, trở thành bộ phim về người nhện có doanh thu cao nhất. Trước đó, danh hiệu này thuộc về bộ phim thứ 6 của toàn bộ chuỗi Spider-Man là Spider-Man Homecoming với 888 triệu đô. Đồng thời, Người Nhện Xa Nhà cũng là tác phẩm thứ 2 của Sony cán mốc 1 tỷ đô doanh thu sau bộ phim về James Bond thứ 23 mang tên Skyfall. Sau 24 ngày chinh chiến tại các cụm rạp chiếu phim, Spider-Man Far From Home đã thu về tổng cộng 1 tỷ 5 triệu đô trên toàn cầu và trở thành bộ phim thứ 3 trong 2019 đạt con số ấn tượng này sau Avengers Endgame và Captain Marvel. Trùng hợp thay, cả 3 bộ phim đều thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Và cũng chưa đầy một tuần trước thôi, Marvel cũng đã nhận được một tin vui khác, đó chính là bom tấn Avengers Endgame đã chính thức xoán ngôi Avatar để trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại. Trở lại với Spider-Man Far From Home, bộ phim đã gây được ấn tượng ngay từ những ngày đầu ra mắt với hơn 183 triệu đô doanh thu mở màn, vượt xa kỳ vọng của nhà sản xuất là 160 triệu đô trong tuần đầu tiên. Cùng với đó là hàng loạt các kỷ lục đã bị bộ phim này phá vỡ trong suốt thời gian chiếu phim. Hiện tại, Phim chúng mình đã cho ra mắt video review cùng với video bóc trừ nhện nên các bạn đừng bỏ qua nhé. Mặc dù đã nhường vị trí ngôi vương phòng vé tuần qua cho The Lion King, song con số mà Nhện Nhọ Xa Nhà thu về trong 3 ngày cuối tuần qua vẫn lên tới 21 triệu đô. Điều này cho thấy sức nóng của bộ phim vẫn chưa hề hạ nhiệt dù đã có mặt tại phòng vé hơn 3 tuần. Những thành tích tiếp theo của bộ phim sẽ được mình cập nhật ở các số sau của Phim News nhé. Dù được đánh giá là phần phim tệ nhất trong toàn bộ series, mùa 8 của Game of Thrones vẫn thu hút được lượng khán giả kỷ lục lên tới 44 triệu người chỉ tính riêng tại Mỹ. Trong đó, đã có ít nhất 1,7 triệu người tỏ ra thất vọng về cách mà series này đã kết thúc và đề nghị HBO phải thay đổi cái kết thúc này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây tại Beverly Hills, California, đại diện của HBO đã có câu trả lời thẳng thắn khi được hỏi về ý định làm lại mùa 8 của series Game of Thrones. Hãng này cho biết, có nhiều cách để kết thúc một series lớn và nó rất khó để có thể làm vừa lòng toàn bộ khán giả được. Trước đó, các fan của series đình đám này đã mở một cuộc thu thập ý kiến online đề nghị HBO làm lại mùa 8 của Game of Thrones và thay đổi cách mà bộ phim đã kết thúc. Kết quả bất ngờ, 1,7 triệu chữ ký đã được thu thập, tức là gần bằng 1 phần 5 tổng dân số Hà Nội đấy. Điều này tương đương với việc 1,7 triệu tài khoản không vừa lòng với series cuối cùng. Trong số 1,7 triệu tài khoản này, có thể dám chắc rằng ít nhất một tài khoản thuộc về danh hài Seth Rogen khi mà tại Comic-Con 2019 vừa rồi, đạo diễn của bộ phim This Is The End, nhà sản xuất của Preacher đã thẳng thắn gọi cái kết của mùa 8 là một cái kết tồi tệ và rằng D&D đã vô cùng dở hơi khi để gặp Jaime, Cersei chết vì bị đá đè, cũng như để Bran lên làm vua khi mà cậu không hề có cốt truyện hay nhất. Phía HBO cho biết, cuộc khảo sát này thể hiện sự nhiệt tình và yêu mến của người hâm mộ về series, nhưng nó chắc chắn không phải là thứ gì đó chúng tôi sẽ cân nhắc. Mùa 8 của Game of Thrones được ghi nhận là phần phim vấp phải nhiều chỉ trích nhất từ trước đến nay, cả từ phía khán giả và từ phía nhà phê bình. Nhưng mà đồng thời, đây cũng là phần phim đã nhận được nhiều đề cử Emmy nhất. Trong đó, có đề cử giải kịch bản xuất sắc nhất, series phim chính kịch xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất cho D&D, David Nutter và Mikhail Sapochnik. Ngoài ra, phần tiền truyện của Game of Thrones cũng đã được HBO dục dịch đưa vào sản xuất. Trong thời gian gần đây, ngoài những pha quảng cáo khá khó chịu như Bin Momo, Oh, mình biết bạn đấy, hay Game of Thrones, các bạn đã bao giờ băn khoăn rằng tại sao những video trên YouTube thường xuất hiện những đoạn quảng cáo ngắn tới từ Netflix chưa? Nếu rồi thì hãy cùng mình tìm lời giải đáp trong đoạn này nhé. Cảnh báo, nếu các bạn không thích toán học nói riêng hoặc là số má nói chung thì nên tua nhanh qua cả chỗ này. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến giờ, cụ thể là từ mùng 10 tháng 6 đến 26 tháng 7, trị giá cổ phiếu của Netflix đã sụt 15% từ 381 đô xuống 326,46 đô với điểm thấp nhất đáng báo động là 307,30 đô vào ngày thứ ba. Theo tờ báo kinh tế Forbes, chỉ trong vòng hơn một tuần đổ lại đây, giá trị thị trường của Netflix đã tụt tới 26 tỷ đô. Trong bản báo cáo quý 2 thường niên gửi tới các cổ đông, tổng doanh thu tháng 4, 5, 6 của gã khổng lồ chiếu phim trực tuyến tuy là 4,9 tỷ,
tăng nhẹ 26% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại thấp hơn hẳn nếu mà chúng ta đem so quý 2 năm 2018 với quý 2 năm 2017. Những con số này tới kể cả khi Netflix đã cho ra mắt những tác phẩm đình đám, nhận được phản hồi vô cùng tốt từ khán giả và giới phê bình trong vòng 3 tháng gần đây như When They See Us, Our Planet hay Murder Mystery. Các tác phẩm trên tuy được người dùng Netflix đón nhận tốt, nhưng lại đã không thể nào mang đến một lượng người dùng mới như mong đợi. Minh chứng qua việc quý 2 của Netflix chỉ mang về 2,7 triệu tài khoản mới trên toàn thế giới, thay vì 5 triệu như dự đoán trước đó, kém hơn hẳn 6 triệu so với quý 1 và hẳn 2,8 triệu nếu so với cùng kỳ năm 2018. Hơn nữa, việc Netflix chuẩn bị phải nói lời tạm biệt với những show lớn như The Office hay Friends, cộng hưởng thêm với sự xuất hiện của những nền tảng chiếu phim mới sắp được ra mắt như Disney cộng của Disney, HBO Max của Warner Media hay NBC của NBC Universal, liệu có khiến tương lai của gã khổng lồ này bị lung lay? Có câu, luôn có ánh sáng nơi cuối con đường. Quý 3 của Netflix đã được bắt đầu với phát pháo huy hoàng mang tên Stranger Things mùa 3. Nối tiếp, những tác phẩm quy mô lớn khác cũng đã và đang lần lượt đến với khán giả như The Crown, La Casa de Papel, The Irishman hay Six Underground. Việc không mất phí thuê các show như Friends hay The Office dự kiến sẽ giải phóng một lượng kinh phí lớn hướng tới các tác phẩm nguyên bản dành cho hơn 151 triệu người dùng toàn cầu, con số lớn nhất trong tất cả các nền tảng chiếu phim trực tuyến. Theo kế hoạch, quý 3 của Netflix sẽ bắt đầu bằng việc tung ra gói sản phẩm trị giá chưa tới 3 đô dành riêng cho điện thoại, áp dụng đầu tiên tại thị trường tỷ dân Ấn Độ. Quyết định này dự kiến sẽ mang về cho Netflix 7 triệu người dùng mới, kèm theo đó là 5,2 tỷ đô doanh thu toàn cầu. Liệu Netflix có thể giữ vững được ngôi vương xem phim trực tuyến trong thời gian tới? Đâu là show đã khiến các bạn phải bỏ tiền túi ra để đăng ký Netflix and chill? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Tiếp theo, hãy cùng mình đến với phần điểm tin. Zombieland 2 công bố trailer chính thức. Ở số news trước, chúng mình đã nhắc đến phần 2 của Zombieland mang tên Zombieland Double Tap với sự trở lại của cả 4 diễn viên chính trong phần trước. Sau 10 năm chờ đợi, cuối cùng, trailer cho phần thứ 2 của bộ phim đã được công bố vào ngày 25 tháng 7. Mặc dù trailer này cung cấp khá nhiều thông tin về bối cảnh cũng như dàn diễn viên mới, tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết tình tiết cụ thể trong phim. Zombieland Double Tap dự kiến ra rạp vào ngày 18 tháng 10 sắp tới. Trailer Gemini Man cùng những tiết lộ thú vị. Cũng trong ngày 25 tháng 7, Paramount đã công bố trailer mới nhất cho bộ phim Gemini Man với sự tham gia của nam diễn viên Will Smith. Trong trailer này, Will Smith sẽ đối đầu với một đối thủ đặc biệt là chính bản thân mình ở một phiên bản trẻ hơn. Đạo diễn Ang Lee cho biết bộ phim này thực sự là một cú đánh liều bởi công nghệ hiện đại cũng không thể giúp ích quá nhiều trong việc kể lại câu chuyện này. Thế nhưng, vị đạo diễn từng thắng giải Oscar này khẳng định ông sẽ là người đầu tiên làm được việc đó. Gemini Man dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 11 tháng 10 năm nay. Jennifer Lopez sẽ tham gia vào dự án The Godmother. Công ty giải trí STX của Mỹ mới đây đã công bố Jennifer Lopez sẽ vào vai một bà trùm ma túy khét tiếng người Colombia mang tên Griselda Blanco. Ban đầu, nữ ca sĩ này còn dự định sẽ tham gia vào bộ phim với vai trò đạo diễn, nhưng sau đó lại quyết định thủ vai chính trong phim. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật này sẽ mang tựa đề The Godmother, với phần kịch bản được chắp bút bởi Terrence Winter, người đã từng giành rất nhiều đề cử Oscar. Rutger Hauer qua đời ở tuổi 75. Rutger Hauer đã qua đời ngày thứ 6 vừa qua tại nhà riêng ở tuổi 75 sau một cơn ốm bất ngờ. Nam diễn viên người Hà Lan này nổi tiếng thông qua bộ phim Blade Runner với vai diễn để đời Roy Betty. Đạo diễn Del Toro gọi Hauer là một diễn viên xuất sắc và mãnh liệt, người luôn mang thật nhiều năng lượng tới các bộ phim của ông. Bộ phim chiếu rạp nó khiến các bạn trông đợi nhất trong tháng 8 năm nay. Nếu câu trả lời là bộ phim thứ 9 của đạo diễn Quentin Tarantino, thì hãy cùng chúng mình đến với review sớm từ các nhà phê bình về Once Upon a Time in Hollywood. Kể từ khi bất ngờ tham gia Liên hoan phim Cannes năm 2019 vào những phút áp chót, Once Upon a Time in Hollywood đã khiến những khán giả phải ngạc nhiên và vô cùng thích thú. Nhìn chung, cả giới phê bình và khán giả đều có những đánh giá vô cùng lạc quan dành cho Once Upon a Time in Hollywood. Hãy cùng Phim News điểm qua những đánh giá sớm về bộ phim trước khi nó được khởi chiếu tại Việt Nam nhé. Nhà phê bình Adam Graham đưa ra nhận định, đây đúng là một câu chuyện cổ tích. Đạo diễn đã sử dụng câu chuyện của những giấc mơ California để bày tỏ lòng tôn kính đối với thời kỳ hoàng kim của Hollywood, sử dụng cả chất liệu thực tế lẫn giả tưởng để viết lại lịch sử theo cách mà ông thấy nó. Bộ phim đã khiến nhà phê bình Kenneth Turan từ LA Times thật sự kinh ngạc, bởi theo ông, năm 1969, đạo diễn Quentin Tarantino mới chỉ 6 tuổi và sống sao hoàn toàn với Los Angeles. Thế nhưng những gì đã được tái hiện trong phim lại chân thực như một trải nghiệm của người lớn sống tại đây vậy. Và cách mà phim được kể lại, y như một câu chuyện cổ tích thật sự. Chris Klimek của Đài Phát thanh Quốc gia thì nhận xét, có thể coi Quentin Tarantino như một hộp sô-cô-la, một vài viên đắng,
một vài viên khó nuốt, nhưng mà xét cho cùng, chúng vẫn là sô-cô-la. Thế nhưng Once Upon a Time in Hollywood chắc chắn là viên ngọt ngào nhất từ trước đến giờ trong cái hộp đó. Hầu hết những lời nhận xét đều nói rằng hồi 1 cùng hồi 2 của Once Upon a Time in Hollywood được Quentin sử dụng để vẽ chi tiết dàn nhân vật bằng các nét bút chậm rãi, thư thả và có phần giàu cảm xúc hơn các tác phẩm đi trước. Đến khi hồi 3 đậm chất Quentin diễn ra, mọi vết chém, mọi vệt máu đều có tầm ảnh hưởng hơn rất nhiều. Ngoài diễn xuất tuyệt đỉnh đến từ kép chính với Leonardo DiCaprio, Brad Pitt cùng Margot Robbie, cả ba người mà bọn mình sẽ có video riêng, lá thư tình gửi tới Hollywood mang tên Once Upon a Time in Hollywood còn sở hữu góc nhìn gai góc của chính Quentin về hiện thực bon chen tại đây, về việc ranh giới giữa điều gì là thật và điều gì là giả tạo xuất hiện trên màn ảnh lớn. Là bộ phim thứ 9 của Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood lấy bối cảnh tại Los Angeles vào năm 1969. Bộ phim xoay quanh Rick Dalton được thủ vai bởi tài tử Leonardo DiCaprio, một cựu ngôi sao phim truyền hình phương Tây, và người đồng thế lâu năm của anh là Cliff Booth được thủ vai bởi Brad Pitt. Cả hai đều đang trong tình trạng loay hoay để tỏa sáng tại Hollywood, nơi mà họ không còn được chú ý nữa. Phim dự kiến sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 8 tới. Theo trang thống kê doanh thu Box Office Pro, Once Upon a Time in Hollywood sẽ là phim Quentin Tarantino có mở màn cao nhất từ trước đến nay với 40 triệu đô, vượt tác phẩm hiện đang giữ vị trí quán quân là Inglourious Basterds với 38 triệu đô. Liệu điều này có thể trở thành sự thật không nhỉ? Ok, vậy là thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video Phim News của ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phim, hãy ấn nút subscribe cùng nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Mình là Linh, cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Chưa thì quên. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.